Bộ sổ đỏ muốn chị, sao đánh nó ra? Mà say, mà sao chị? Chị đi ra, chị có con gì nó làm bụng cầm rồi nó mới coi là đi mai. Đo lại. Cô chứ mày hồi nào hò bệnh? Đâu ai quy định bệnh tôi là phải hò đâu mà. Bà nội ơi, ông chờ tôi, lúc mới nằm ở bên Đà Lạt ơi, lạnh phổi. Thì bây giờ mày ăn bữa mày bệnh đi. Bây giờ. Ấy nó mới biết bệnh. Rồi à, con Diễm ra Mai Đình nè, Diễm vô thăm bệnh nè. Anh Chi, Mai Đình chơi anh Chi. Anh Chi ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Chị vậy? Chị dĩ vô đi, dĩ vô đầu nha. Chị dĩ vậy thôi. Ông vô dụng qua đuổi đi. Trời ơi, anh Chi. Ủa, chị là ai mà quánh anh Chi rồi? Chị y tá sao lại gần mắt? Tao là y tá của mày đó. Ủa? Tôi nói giùm anh Chí giùm em à. Con về đi. Cái gì vậy? Trời hả? Dữ gì đó? Hồi nãy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều con số chi tiền bắt đầu là vé 20.000 đồng nha quý vị ơi. Và quý vị có thể là sở hữu của Bíp Bố Chầu hoặc đây là lấy gấu là cũng được nha quý vị ơi. Rồi chị xem lên đây rồi, và tờ lá vé màu xanh dương và có cái hiệu là 5800 và 5800 hợp lệ con số từ điểm là 27 13 và có 2 42 và có 3 52 và hợp lệ. Rồi chúng ta về tờ lá vé hàng thứ 7 dân vị là không tin tưởng hay là đến xíu mà ông thì chị sẽ gửi quà cho mày. Em lấy gấu hay làm lấy phiếu voucher? Em lấy gấu, em lấy mấy con? Mình lấy được 2 con không? Chắc vào trong đi hả? À, lấy gấu đúng không? Rồi, lần xíu em lựa nha. Em lấy con nào? Hả? Em sẽ con nào lấy đi. Dạ vâng, nghe từ bây giờ dòng lời này không còn giá trị nữa. Tất cả chúng ta đã đáp trường dòng lời mới dùng vi. Một tờ lá vé vẫn là 20.000 đồng. Nhưng mà chúng ta sẽ nhận được một cái voucher trị giá 1.000.000 đồng. Ngay từ bây giờ thì đầu giờ nên là bà con mình đến đây hơi thưa thớt một xíu, nên là có bao nhiêu mình chưa bấy nhiêu nha chị mình nha. Xíu nữa thì bà con mình đến đông đủ hơn thì mình chứng minh ban tổ chức sẽ tăng giá trị sản phẩm gửi đến cho các anh chị mình với những phần thưởng giá trị cao hơn và hấp dẫn hơn nha. Và anh chị mình lưu ý, nhưng tờ lá vé anh chị mình không đọc giải, anh chị mình lễ lại và lật ra mặt sau, điền đầy đủ thông tin số điện thoại để chúng ta sẽ được bỏ vào thùng thông để chúng ta sẽ được bốc thăm trúng thưởng hoàn toàn miễn phí vào 3 khung giờ 9:30, 10:30 và 11:30 nha anh chị mình nha. Rồi, và 9:30 thì quý vị sẽ sở hữu với Bíp Bố Chầu mua hàng trị giá là 200k và kèm theo đó là nửa ký lạc sự. Và lúc 10:30 thì nửa ký lạc sự và kèm theo đó là Bíp Bố Chầu mua hàng trị giá là 300. Rồi, và lúc cuối cùng đó là lúc 11:30 thì Bíp Bố Chầu mua hàng trị giá là 500 và kèm theo đó là nửa ký lạc sự. Rồi quý vị ơi, chúng mình tham gia thăm dự em hát và dòng loại em mỗi tờ là vé thì chỉ có 20.000 đồng thôi. Rồi thì siêu khán giả đã đông đủ không thì tụi em sẽ cho những dòng loại đặc biệt đến nơi quý vị ha. Quý vị nào mà chưa có vé và mà giơ cái tay giùm em, quý vị nào có vé rồi mà sẽ cấu chuẩn bị giờ số cho quý vị thật nhiều may mắn dòng loại tiếp theo. Thank you.
Nhưng không nghe